trước hành động thiếu tinh tế khi ghép gương mặt của mình vào hình ảnh của hoa hậu Thùy Tiên gây tranh cãi trên mạng xã hội, Bích Võ Ti Sara Vodi, Miss Grand Campuchia 2022 đã lên tiếng xin lỗi Thùy Tiên. Cô gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Việt Nam vì đã chia sẻ lại bức ảnh chế từ một fanpage. Cô cho biết hành động này không có ý gì và mong muốn được mọi người tha thứ. Cô hứa sẽ không để xảy ra sự việc tương tự và chú ý hơn tới mọi hành vi của bản thân. Hoa hậu Pick Võ Thi Sarah Vodi đang tham gia cuộc thi Miss Grand International 2022 diễn ra tại Indonesia. Là diễn viên, người mẫu chuyên nghiệp, thông thạo nhiều thứ tiếng như Khmer, tiếng Thái, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc, cô cũng là một trong những ứng cử viên sáng giá tại cuộc thi này.